từ ngày 12 tháng 3 tới, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng và Bình Thuận sẽ được thí điểm về việc nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông qua cổng dịch vụ công quốc gia. Thông qua cổng dịch vụ công quốc gia, người dân có thể nộp tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, thay vì việc phải trực tiếp đến các kho bạc, ngân hàng để nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính. Đồng thời, người dân có thể đăng ký địa chỉ để nhận lại các giấy tờ bị cơ quan công an tạm giữ sau khi đã thực hiện hoàn thành xong quyết định xử phạt. Đến quý 3 năm 2020, dịch vụ này sẽ được triển khai trong cả nước. Cũng từ ngày 12 tháng 3, tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội cũng sẽ tiến hành triển khai cung cấp dịch vụ trực tuyến thu lệ phí trước bạ đăng ký phương tiện giao thông đường bộ trên cổng dịch vụ. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành văn bản về việc áp dụng chính sách miễn giảm phí dịch vụ thanh toán để phát triển thanh toán không dùng tiền mặt và đẩy mạnh thanh toán điện tử đối với dịch vụ công theo nghị quyết của Chính phủ. Theo đó, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam đã xây dựng chương trình miễn giảm phí dịch vụ bao gồm miễn phí chuyển mạch đối với các giao dịch thanh toán trực tuyến online, các dịch vụ công, dự kiến áp dụng đến hết tháng 12 năm 2020. Giảm phí chuyển mạch đối với các giao dịch chuyển tiền nhanh liên ngân hàng có giá trị nhỏ từ 500.000 đồng trên một giao dịch trở xuống và từ 1.800 đồng trên một giao dịch xuống 500 đồng trên một giao dịch, dự kiến áp dụng kể từ ngày 25 tháng 2 tới.